Bộ phim Sô-cô-la hạnh phúc. Tập 8. Chú Trung. Chú Trung, bố. Bố. Chú Trung, bố. Chú Trung. Cô ơi. Cô à, cô có thấy bố cháu đâu không ạ? Không thấy. Bố, chú Trung. Bố. Mình à, Trung Đào lại tới thăm bà rồi. Bao nhiêu năm nay tôi có tâm sự gì chỉ có thể nói cùng bà. Lúc đi bà còn dặn dò tôi phải chăm sóc ngôi nhà này. Nhưng tôi chăm sóc chẳng ra sao. Chẳng ra sao cả. Lại còn liên lụy tới con. Mình à, tôi có lỗi với bà. Bà đợi tôi. Đợi tôi nha. Lát nữa chúng ta gặp nhau là có thể tha hồ nói chuyện rồi. Tha hồ nói. Ha. Không thấy chú Trung đâu. Đừng lo, nghĩ kỹ xem. Nếu là chuyện dại dột, chú sẽ đi đâu? Tôi biết rồi. Chú Trung. Bố. Chú Trung. Bố. 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 Chú Trung. Bố làm gì thế? Bố mau quay về đi. Chú Trung. Bố.
Làm gì thế? Nguy hiểm lắm. Đừng xuống. Băng mỏng. Để tôi đi. Nhưng mà bố tôi. Không sao đâu. Tin tôi đi. Tôi nhất định sẽ đưa chú Chung về. Yên tâm đi. Đứng ở đây chờ. Cẩn thận đó. Anh từ từ thôi. Cẩn thận nha. Chú Chung. Chú Chung à. Chú Chung. Chú Chung. Thiên Lạc. Chú đừng qua đây. Chú Chung à. Có gì thì từ từ nói. Chú lên đây đã được không? Thiên Lạc. Nghe chú nói đã. Chú không còn mặt mũi để sống nữa. Chú sống chỉ làm liên lụy tới Khoản Khoản. Nghe lời chú. Chăm sóc Khoản Khoản thay cho chú. Chú Chung à, chú nói gì thế? Nào phải chú không rõ con gái của mình, tính tình cô ấy thế. Không có chú cháu, sao cháu giữ nổi cô ấy chứ? Thiên Lạc, đừng nói gì nữa. Chăm sóc tốt cho Khoản Khoản. Nè chú Chung. Chú Chung à. Chú Chung. Chú Chung. Bố. Bố. Chú Chung à, ở đây nguy hiểm lắm. Chú nghe cháu. Kinh nghiệm sống của cháu không nhiều bằng chú, nhưng mà cháu dám chắc tự sát là hành động vô bổ nhất. Cuộc đời chú có tồi tệ tới đâu, lẽ nào vẫn tồi tệ hơn lúc này sao? Chết chú còn không sợ, tại sao lại sợ sống chứ? Nếu như chú không chịu sống tiếp, sao có thể biết được ông trời sẽ sắp xếp điều gì tuyệt vời cho chú? Chú nói có đúng không? Bố. Bố. Nào. Bố. Khoản Khoản. Bố làm gì thế? Sao bố có thể làm như vậy? Bố nhẫn tâm bỏ lại con gái sao? Bố không tốt. Bố vô dụng. Bố lại có cách giải quyết vấn đề hèn nhát thế này. Khoản Khoản. Bố. Thật ra muốn đến một thế giới khác. Bố chỉ muốn. Chỉ có mình mẹ con bên bố, không ai quen biết, mới có thể làm lại từ đầu. Bố muốn dùng cách này để giải quyết vấn đề. Không ngờ là mọi khó khăn của bố lại rơi hết trên người con. Bố không phải là người. Bố không phải là người mà. Bố hứa với con, về sau có đi đâu nhất định phải đưa con theo. Không được như thế này nữa. Trên thế giới này con không còn gì nữa. Con chỉ có mình bố thôi. Vậy sao không được bỏ lại con? Bố có biết không? Hứa với con đi. Bố biết rồi. Bố biết rồi. Bố. 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 Chú Chung, tài nghệ của chú tuyệt quá. Thơm quá. Chú Chung, chú mau ăn đi. Con gái à, ăn một miếng đi. Có lẽ không còn cơ hội có thể ngồi ăn ở cái bàn này rồi. Bố, đừng có lo nữa. Chúng ta sẽ tìm thấy chỗ ở nhanh thôi. Nhưng chúng ta hết tiền rồi. Dù có đi kiếm, giờ bố có tiếng xấu. Hôm nay có mấy tên côn đồ tới làm loạn, hàng xóm đều nhìn thấy. Họ sẽ không đồng ý cho bố thuê phòng. Bố lo vớ vẩn gì thế? Rồi sẽ có cách giải quyết thôi, phải không? Xin lỗi nha. Hai người có nghĩ đến đến sinh sống ở một nơi khác không?
Ý của anh là sao? Hôm nay ven sông tôi nghe chú Trung nói chú ấy muốn tới nơi không có ai quen làm lại cuộc đời. Lúc đó cháu liền nghĩ, hai tấm vé thôi mà, quẹt thẻ cháu vẫn mua được. Chỉ cần hai người gật đầu, có thể về Thâm Quyến bất cứ lúc nào. Thâm Quyến? Ừ. Rời khỏi bầu không khí âm u nơi đây, đến một nơi hoàn toàn khác, bắt đầu lại từ đầu. Chú Trung à, Khoảng Khoảng, hai người đang không có vấn đề gì để luyến tiếc rồi. Tại sao không cho bản thân một cơ hội mới để làm lại? Cũng phải ha. Đến Thâm Quyến đương nhiên là tốt, nhưng mà bọn chú không quen biết ai, tìm việc. Ôi trời, chú Trung à, chú quen cháu, chú tới địa bàn của cháu tìm việc dễ như trở bàn tay. Không được, chúng tôi không thể làm phiền anh nữa. Bố và tôi, Trung Khoảng Khoảng, nói gì đó? Vẫn không coi tôi là bạn hả? Tôi nói với cô mấy lần rồi, không phiền. Không phải, nhưng mà được rồi. Rồi. Cháu nói thật với hai người, nếu như hai người không đồng ý, cháu không yên tâm được. Không yên tâm thì sao cháu đi được? Cứ coi như hai người giúp cháu đi có được không? Hả? Để cho cháu an tâm. Chú Trung, về Thâm Quyến với cháu đi, ha? Bọn bác cũng muốn có cơ hội làm lại. Nhưng chuyện này phải xem Khoảng Khoảng đã. Trời ơi, nhìn, chú Trung đồng ý rồi. Cô là con gái của chú Trung, đương nhiên phải đi theo chú rồi. Được rồi, mọi chuyện đã xong. Ăn cơm thôi, ăn cơm, thu dọn hành lý. Cứ thế nha. Nè, ăn đi, nào. Nào, chú Trung. Ngon. Sao ngay người ra vậy? Có phải không biết bắt đầu từ đâu không? Tôi là Trí Đa Tinh đó, tôi có thể giúp cô. Đến bây giờ tôi vẫn không biết quyết định của anh có đúng hay không. Trung Khoảng Khoảng mà tôi quen đi đâu rồi? Có phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi không? Quyết định này lớn quá, tôi sợ. Sợ cái gì? Sợ cái gì hả? Đã quyết định rồi thì không được lùi bước. Ai cần anh giúp? Tôi không làm nổi. Nói gì? Cô quên rồi hả? Tối hôm chúng ta cùng nhau xem sao băng, đã nói là phải làm bạn cả đời. Là cả đời đó. Hơn nữa lúc tôi cùng đường, cô cứ mang tôi còn gì. Bây giờ phải cho tôi cơ hội để tôi giúp cô. Nhân sĩ võ lâm chúng tôi có nghĩa khí lắm đó. Đoàn Thiên Lạc, làm những việc không ai làm, dù có gặp phải mọi khó khăn vẫn có thể đón lấy giải quyết. Đây mới là Trung Khoảng Khoảng mà tôi quen. Hơn nữa, thế giới rộng lớn, cô muốn ở đây mãi sao? Tới lúc cô già đi, dù gì cũng là Hoa Kiều, quay về nơi chôn nhau cắt rốn, khó quyết định thế sao? Nói phải đó. Quyết định đẹp tuyệt vời. Vali đâu? Tôi dọn giúp cô. Ở bên kia. Ok. Wow, cô giấu bảo vật hả? Đây đều là những món đồ mẹ để lại cho tôi lúc nhỏ đó. Mấy cái hình này tôi không biết là chụp lúc nào nữa. Bây giờ không phải là lúc hoài niệm quá khứ. Mau thu dọn, bỏ những bức ảnh này vào cùng.
Đây là gì vậy? Cái này là, nghe bố nói, là trang sức mẹ tôi tự mình làm cho tôi hồi nhỏ đó. Đẹp không? Giờ không đeo vừa nữa rồi. Cái này chắc là quan trọng với cô lắm, phải không? Ừ. À đúng rồi. Có thể đến chỗ này với tôi không? Đi đâu? Đây là mộ của mẹ cô à? Ừ. Sắp phải rời khỏi đây rồi. Phải tới nói với bà một tiếng. Cô Chung à, chào cô. Cháu là Đoàn Thiên Lạc. Cháu là bạn tốt của Khoản Khoản. Cô biết không, con gái của cô giỏi lắm. Thật ra thì cháu gặp rất nhiều cô gái, nhưng mà người thật lòng khiến cho cháu khâm phục không được mấy người. Nhưng mà Khoản Khoản là người như thế. Cô xem, cô ấy tốt bụng, dũng cảm, lại chính trực nữa. Dù tính cách có lúc giống con trai, nhưng mà nhân cách thì cực tốt. Cô yên tâm đi, sau khi chú Chung và Khoản Khoản tới thâm quyến, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai người. Cháu nhất định sẽ không để cho Khoản Khoản chịu uất ức đâu. Đến lúc đó biết đâu cháu còn giới thiệu bạn trai đáng tin cho Khoản Khoản nữa. Cái gì vậy? Lúc còn sống, mẹ tôi thích nhất là náo nhiệt. Anh là người bạn đầu tiên mà tôi đưa đến đây. Mẹ à, con sắp phải rời khỏi đây rồi. Mặc dù con chưa từng đi xa nhà, nhưng mà mẹ yên tâm, sau này con nhất định không bị đánh bại nữa đâu. Với lại, dù mẹ đến vì sao nào trên bầu trời, đều phải phù hộ cho con. Mẹ nghe thấy không? Con nhất định sẽ sống tốt. Mẹ yên tâm đi mẹ. Được rồi, cô không muốn nhìn thấy cô khóc đâu. Hôm nay cô khóc bao nhiêu rồi? Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa ha. Nín đi, nín đi. Xin lỗi, tôi mới là người nên xin lỗi đó. Ngoài bố tôi ra, anh là người đầu tiên khiến tôi khóc nhiều trước mặt của họ. Dù sao thì cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng tôi. Chú Chung à, Khoản Khoản, chúng ta lên xe thôi. Bố à, bố yên tâm, rồi sẽ có một ngày chúng ta quay trở lại, chuộc lại căn tiệm này. Chú Chung, Khoản Khoản, chúng ta lên xe thôi. Đợi đã. Các người vẫn chưa trả tiền cho tôi, định đi đâu vậy? Sao các người lại thế chứ? Lúc cần tiền tôi đưa cho các người, sao các người không trả lại? Dừng. Có gì thì nói đã, không cần gào lên đâu. Thiếu bao nhiêu? Bao nhiêu? Đủ không?
Nè nè, còn lãi nữa. Trời ơi, được rồi, có thôi đi không hả? Xong rồi, về nhà đi, về đi. Lão Trung à, phải đi rồi hả? Đúng. Chuyện này làm tới nỗi. Không nói nữa, lúc quay lại đến tiệm nhà, tôi giữ lại chỗ cho ông. Cảm ơn ông. Chú Trung à, đi thôi, không kịp rồi. Vậy chúng tôi đi nha. Ừ ừ, tạm biệt, đi cẩn thận. Tạm biệt, chăm sóc tốt cho bố nha. Đi thôi. À đúng rồi, hôm nay bận quá, quên mất một việc quan trọng, có thể đưa tôi tới chỗ này được không? Lại gì nữa đây? Cậu nói cái gì? Chung Khoảng Khoảng mấy ngày rồi không đi làm à? Vâng, tôi cũng thấy lạ. Bình thường cô ấy làm việc chăm chỉ, không lẽ đã có chuyện gì rồi? Ồ, xin chào. Tổng giám đốc tìm tôi. Được, tôi hiểu rồi. Trung Khoảng Khoảng, nhanh lên đi. Ừ. Giám đốc bảo tôi tiếp nhận vị trí giám đốc khu vực Trung Quốc. Nhưng mà chức vụ này đã có người rồi mà. Tôi luôn tán thưởng năng lực của cậu. Nhưng mà dù tôi có ra sức đề cử cậu, nhưng kinh nghiệm và năng lực của cậu vẫn kém một đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ý trời. Người đồng nghiệp đó vừa hay lại có hành vi hối lộ. Sau khi tôi đề cử với cấp trên, công ty quyết định giao trọng trách này cho cậu. Vâng, tổng giám đốc. Tôi sẽ cố hết sức mình. Cô ơi, chờ một chút. Xin chào, tôi muốn tìm trưởng phòng Lê. Xin lỗi, anh ấy đang họp cùng tổng giám đốc. Phiền cô đưa cái này cho anh ấy. Được rồi, cảm ơn. Không có gì. Anh chỉ có mấy ngày để chuẩn bị. Một tuần sau lập tức lên đường nhậm chức. Vâng, tổng giám đốc. Qua bên đó có gì thì báo ngay cho tôi nha. Vâng, làm tốt nha. Tôi biết rồi. Trưởng phòng, Trung Quảng Quảng bảo tôi đưa cái này cho anh. Trưởng phòng Lê, người đâu rồi? Vừa mới đi. Đi thôi. Trưởng phòng, cảm ơn sự chăm sóc của anh trong thời gian này. Do trong nhà xảy ra nhiều chuyện, chưa thông báo với anh, tôi buộc phải từ bỏ công việc này. Quen anh tôi rất vui. Anh đã giúp đỡ tôi, tựa như nắng ấm mùa đông. Tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên những ngày chúng ta cùng ăn cơm hộp. Còn cả những ngày chúng ta cùng đi xe buýt đi làm. Biểu hiện khi làm việc của anh luôn là mục tiêu học tập của tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng, rồi cũng có một ngày tôi bắt kịp anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi xin lỗi. Đến cả lời tạm biệt cũng không thể gặp mặt để nói. Nhưng mà tôi tin chân trời góc bể, dù tôi có đi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến lời cổ vũ của anh, tôi sẽ mang theo đầy ắp dũng khí lên đường. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Chung Khoản Khoản ký bút. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ở đây hả? Ừ, nơi này là chỗ ở tạm thời của mọi người. Tuyệt vời, đi thôi. Đi. Nào. Hoan nghênh đến nhà của mọi người. Chú Chung, chú có thể đi tham quan khắp nơi. Lạc Lạc, chú có thể tới tham quan phòng tắm ở đây được không? Đương nhiên là được. Bên trong. Nhịn lâu quá rồi. Đoàn Thiên Lạc, căn phòng này giá thuê chắc là không rẻ. Căn hộ ở chung cư này đều là nhà tôi làm. Đây là phòng mẫu. Cô và chú Chung ở đây không có vấn đề gì đâu. Chìa khóa nè. Nhưng vậy tiền thuê thế nào? Cô nói tới điểm chính rồi. Nào, tới đây, tới đây. Nào. Biết đây là đâu không hả? Trung tâm thành phố. Còn nữa, căn phòng này thiết kế hợp lý thế này, có giỏi không? Ừ. Vậy cho nên tiền thuê thế nào? Tại sao tôi đùa cô toàn coi là thật vậy hả? Chúng ta là bạn, phải chăm sóc lẫn nhau, giống như lúc tôi ở nhà của cô vậy đó. Nhưng mà tôi thấy cái này, nhà chúng tôi làm kiến trúc, căn phòng này cũng để không, để hai bố con cô ở không thành vấn đề đâu. Lúc trước tôi nói còn nhớ không? Đến địa bàn của tôi thì không phải lo gì hết. Cô nói với chú Chung hộ tôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nè. Nè. Ủa, Khoản Khoản à, Thiên Lạc đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi. Ừ. Chúng ta nợ người ta ân tình lớn đấy. Vậy về sau trả thế nào đây? Bố yên tâm đi. Đợi con tìm được việc rồi thì con nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Đúng. Có chí hướng. Thế bố cũng đi tìm việc. Không được. Chúng ta vừa mới đến lạ nước lạ cái. Tìm công việc là nhiệm vụ gian nan. Cứ giao cho con. Bố cứ ở nhà đi. Nè, không được đi lung tung. Hai dự án giao cho công ty con đều lấy về rồi. Con đang định báo cáo với chủ tịch. Không cần phải báo cáo. Con làm như thế đều có lý do của mình. Còn nữa, chủ tịch chỉ gọi khi có người ngoài thôi. Bây giờ không có người ngoài. Bố, Vận Mai à, bây giờ con là chủ nhà thật rồi.
Bố giao công ty cho con làm việc gì bố không quản. Bố không quan tâm Kỳ Sương và Mỹ Hinh nó nói gì. Bố sẽ tôn trọng quyết định của con. Bố có hai người con trai. Chồng con mất sớm. Kỳ Sương thật sự là không thể tin được. Nhà họ Đoàn bao nhiêu năm nay một mình con gánh vác. Bố, cảm ơn bố đã tin tưởng. Con mong là sẽ không làm cho bố thất vọng. Con làm rất tốt. Nhưng mà Đoàn Thị vẫn còn mối lo. Một mình con có thể gánh vác bao lâu? Hơn nữa bệnh suyễn của con nặng như thế. Bố nghĩ việc quan trọng lúc này là bồi dưỡng cho Thiên Lạc, để cho nó tiếp nhận công ty. Con hiểu ý của bố. Sao thằng nhóc này vẫn chưa về? Con gái nhà họ Nguyễn cũng đã về rồi. Bố à, là Mỹ Hinh nói với bố phải không? Có Mỹ Hinh, hành tung của thằng nhóc đó bố rõ như lòng bàn tay. Vào đi. Xin lỗi chủ tịch, tổng giám đốc. Được rồi, thư ký Tận. Tôi và ông bà mẹ còn cần thông báo sao? Ông ơi, mẹ, có nhớ con không? Ông. Nè, nè, khỉ con, không biết nề nếp gì hết. Ông à, cháu mà là khỉ thì ông là Tề Thiên Đại Thánh rồi còn gì. Thiên Lạc, ăn nói với ông kiểu gì vậy? Nào, đứng yên để ông nhìn xem. Thế nào, có đẹp trai không? Đẹp trai. Mẹ thấy chưa? Vẫn là ông thương con nhất. Còn nói nữa. Mẹ hỏi con, hai ngày trước Út Oánh đã về rồi, sao hôm nay con mới về? Hai người rủ nhau đi chơi, sao lại để mình người ta về chứ? Làm gì có lẽ đó. Mẹ à, con phải nói rõ với mẹ nha. Có luật nào của Trung Quốc quy định con trai phải đi cùng cả đoạn đường với con gái chứ? Hơn nữa cũng chỉ là bạn thôi, sao phải phân ra trai gái? Con bảo hai đứa là bạn. Phải, lẽ nào còn bắt con phải phiên dịch với mẹ nữa? Tiếng Anh là friend, nghĩa là bạn. Chẳng phải là hai đứa. Ảnh của hai đứa truyền khắp nơi trong nước rồi. Sao về nước lại thành bạn rồi? Có phải con lợi dụng người ta xong định trốn đi hay không? Ôi trời, ông xem kìa. Mẹ con có ý gì thế? Tâm hồn và thể xác của con rất lành mạnh, không có chuyện như mẹ nói đâu. Vận Mai à, bọn trẻ kết bạn, chúng có cách của chúng, tội gì phải gặn hỏi nó. Bố, chúng ta không thể đắc tội với Út Oánh. Nếu như đắc tội với con bé, con còn mặt mũi nào gặp Nguyễn Sĩ Hùng? Không nói bố cũng biết, nhà họ Nguyễn quan trọng với chúng ta thế nào. Mẹ, trí tưởng tượng của mẹ phong phú quá đó. Con bảo không có là không có. Không có thì không có, con yên tâm đi. Nó nghịch ngợm nhưng mà nó cũng có chừng mực mà. Bố, cháu qua đây, ông có lời muốn nói. Vâng. Bye bye. Ông ơi. Nói gì ạ? Ở đây không có ai khác. Khai ra mau. Lúc đi du lịch với Út Oánh là hai người cùng đi. Sao lúc về lại tách ra vậy? Ôi ông ơi, sao gần đây ông lắm chuyện y hệt như mẹ vậy? Lẽ nào cháu không thích Út Oánh sao? Được rồi. Đúng là gừng càng già càng cay, không gì giấu được ông. Ông cũng từng trải qua tuổi trẻ. Ông rất rõ tình cảm không thể gượng ép được. Ông suy nghĩ khác với mẹ cháu. Ông không ép cháu hẹn hò với Út Oánh đâu. Nhưng mà đàn ông con trai không được làm tổn thương con gái. Dù có muốn từ chối thì cũng phải lịch sự. Ông à, thật ra thì chuyến du lịch lần này
Dù không có được một mối tình, nhưng ít nhất cũng có được tình bạn. Ông nội yên tâm, cháu ông người gặp người yêu, nhiều cô gái thích cháu lắm đó. Cháu có người trong mộng rồi à? Hả? Còn xấu hổ, kết bạn là chuyện thường mà. Nhưng mà ông rất tò mò, Úc Oánh đã vô cùng xuất sắc rồi. Cô gái này tại sao lại có thể giữ chặt trái tim của cháu ông thế? Hả? Cháu đưa cô bé đó đến gặp ông để ông xem thử. Được. Mẹ, là mẹ sao? Mẹ yên tâm, mọi chuyện đều tốt. Đoàn Thiên Lạc mà mẹ gặp lần trước, anh ấy giúp con và bố rất nhiều. Mẹ đừng có lo, con và bố sẽ bắt đầu lại ở đây, tìm lại ngày tháng đã mất. Mẹ, con nhất định sẽ làm được. Chào quý khách, mời vào trong. Xin hỏi, ở đây còn tuyển dụng không ạ? À? Xin lỗi, chúng tôi vừa tuyển đủ người rồi. Đủ người rồi. Dạ, cảm ơn cô. Xin lỗi. Sao lại có người như anh vậy? Để tôi giúp cô. Cảm ơn, cảm ơn. Khoảng khoảng, chị Tịnh Phân. Sao chị lại ở đây vậy? Chị còn muốn hỏi em đó. Cảm ơn, cảm ơn. Lúc tốt nghiệp cấp 3, nghe nói mọi người chuyển đến Trung Quốc, không ngờ là thăm quyến. Ôi trời, khéo nhất là thành phố lớn thế này. Thế mà chúng ta lại gặp nhau. Đúng vậy, khéo ghê, là duyên phận đó. Chị còn nhớ không? Lúc đó ở trường em bị bắt nạt, toàn là chị xả giận giúp em. Em là bạn tốt nhất của Tịnh Nhã. Đương nhiên chị phải coi em như em ruột rồi. Ai dám bắt nạt em, chị hành chết kẻ đó. Em còn nhớ không? Lúc đó suốt ngày em cứ tới nhà chị, lần nào đến cũng mang theo rất nhiều sô-cô-la bố em làm. Sô-cô-la mà bố em làm ngon chết đi được. Tiếc là từ khi rời đi không còn được ăn nữa. Chị Tịnh Phân à, Tịnh Nhã vẫn ổn chứ? Con bé Tịnh Nhã đúng là, từ chuyện đó chị vừa nhắc tới em thì nó liền quay ngoắt. Sao chị cũng không dám nhắc nữa. Nhưng mà không ngờ nó không liên lạc với em nữa thật. Chị Tịnh Phân, chị có thể nói cho em biết tại sao không? Em không biết hả?
Em cũng không biết từ lúc nào bỗng dưng cậu ấy không để ý tới em nữa, không nhận điện thoại, gặp em thì đi vòng. Tận đến khi mọi người chuyển đến Trung Quốc, em cũng không gặp mặt cậu ấy lần cuối. Em luôn muốn biết tại sao, nhưng mà không có ai nói cho em biết. Thiên Lạc, Thiên Ý dậy chưa? Vẫn chưa. Đừng có nói với chú Tím đó. Ừ. Anh à, gần đây công ty nhiều việc, bác và ông luôn nhắc tới anh. Sao anh đi lâu thế? Có em ở đây là được rồi. Cần gì anh xuất mã chứ? Anh trai cậu bận ở với chị dâu cậu. Chị dâu? À đúng rồi, Thiên Ý. Anh và Út Oánh hẹn hò, cậu có ghen không? Hả? Ghen? Tại sao em phải ghen? Lúc đầu Thím định giới thiệu Út Oánh cho cậu còn gì. Cuối cùng anh và Út Oánh hẹn hò, anh không kịp nói với cậu. Anh à, anh và Út Oánh đứng cạnh nhau, vừa nhìn đã biết là một đôi trời sinh. Ngoài ủng hộ hai người ra, em tuyệt đối không có ý kiến gì. Cậu không giận là được. Nhưng mà anh thấy mình và Út Oánh là trời sinh một cặp. Tại sao cô ấy lại không thế nhỉ? Hả? Anh à, anh bị đá rồi hả? Vớ vẩn. Trong từ điển của anh cậu, đá chỉ có thể ở thể chủ động, không thể là bị động được. Anh, Út Oánh đá anh rồi hả? Thiên Ý, anh cậu tung hoành tình trường bao nhiêu năm, trước giờ không ai sánh kịp. Anh có thể bị đá sao? À, nhưng mà Út Oánh không giống với những cô gái khác. Thông minh, tinh tế, cẩn thận. Cô ấy không phải là người có thể yêu đương lăng nhăng. Thủ đoạn chớp nhoáng của chúng ta trước đây là không xong. Anh nói cho cậu nghe, cô ấy giống như là bát canh quý. Phải hầm từ từ. Phải hầm từ từ. Ừ, tầm đó. Hồi cấp 3, bố mẹ bọn chị đều qua đời. Vào bước đường cùng, tốt nghiệp xong, chị chỉ đành đưa chúng nó đi đến thâm quyến, nương tựa vào cậu. Nhưng mà không ngờ, 2 năm trước, cậu cũng mắc bệnh qua đời. Ông ấy để lại một tiệm hoa mà ông ấy đã kinh doanh cả nửa đời người. Ba chị em chị đang gánh vác cái tiệm nhỏ này, mong rằng có thể cầm cự được. Tịnh Nhã tính tình quái gở, lý do mà nó làm thế sợ chỉ có mình chị biết. Chuyện đó cậu con trai chơi cùng lúc nhỏ đến lớn với tụi em, em còn nhớ không? Âu Dương Hạo. Truly.
Thank you.